Vâng, chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình review bất động sản của kênh Dốc Long Trường Phát nha quý vị. Kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ngay bây giờ thì Dốc Long Trường Phát sẽ giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một cái sản phẩm bất động sản ở ngay tại đây. Ngay tại đây quý vị. 5x30 nằm giữa căn nhà trọ và căn nhà cấp 4 này. Tọa lạc trên đường NL21 của tái định cư Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Con đường NL21 này thì hiện tại chưa có đông dân cư nhưng mà rất là thuận tiện để di chuyển về mọi hướng nha quý vị. Bởi vì nó song song với đường NE8 và rất là gần với cổng của khu đô thị Mỹ Phước 3. Bây giờ thì Long sẽ đi ra cho quý vị các bạn thấy được sự tiện lợi của cái sản phẩm bất động sản này. Đằng ngoài chính là con đường NE8, kinh doanh buôn bán tương đối là sầm uất ở khu vực Mỹ Phước 3. Và nó cũng là tuyến đường mà được đánh giá là số 1 của Mỹ Phước 3 hiện tại đấy các bạn. Đi về hướng này khoảng tầm 700m đến 1km thì là khu công nghiệp của Mỹ Phước 3. Và nếu đi theo chiều ngược lại này, cũng khoảng tầm 700m thì là quốc lộ 13 đấy. Rất thuận tiện đúng không ạ? Rất thuận tiện. Và với sản phẩm bất động sản vừa rồi thì chỉ có cái mức giá là 1 tỷ 550 triệu thôi quý vị. Quý vị các bạn muốn mua thì liên hệ với Dốc Long Trường Phát qua số điện thoại là 0589 168 179 nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.